8 điều cần nhớ khi bạn thấy bế tắc. Hạnh phúc không có nghĩa là không gặp khó khăn, mà là có khả năng để đối phó với chúng. Thay vì tiếc nuối những gì bạn đã mất, hãy trân trọng và biết ơn những gì bạn đang có. Mỗi sáng thức dậy, hãy cảm ơn cuộc đời vì đã cho bạn thêm một ngày để sống, trong khi có biết bao người đang phải chiến đấu từng phút từng giây để được sống như bạn. Dưới đây là một vài lời nhắc nhở có thể truyền động lực cho bạn trong những lúc bạn thấy tuyệt vọng nhất. 1. Không ai khôn lớn mà chưa từng trải qua nỗi đau. Đôi khi cuộc sống đóng một cánh cửa lại vì đó là lúc để bạn tiến về phía trước. Và đó là một điều tốt bởi vì chúng ta thường sẽ không tiến lên trừ khi hoàn cảnh bắt buộc. Vào những thời điểm khó khăn, hãy tự nhủ với lòng rằng luôn có một mục đích nào đó đằng sau sự đau khổ mà bạn đang phải chịu đựng. Hãy vượt lên những thứ làm bạn tổn thương, nhưng đừng bao giờ quên những bài học mà nó mang lại. Gặp khó khăn không có nghĩa là bạn đang thất bại. Mỗi thành công lớn đều đòi hỏi những sự gian nan nhất định, những điều tốt đẹp không bao giờ đến dễ dàng, hãy luôn lạc quan và kiên trì. Hãy nhớ rằng nỗi đau có hai loại, loại làm bạn tổn thương và loại khiến bạn thay đổi. Thay vì kháng cự hai loại nỗi đau này, hãy chấp nhận chúng vì chúng đều khiến bạn trưởng thành hơn. 2. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống chỉ là tạm thời. Trời mưa rồi cũng sẽ tạnh, vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành. Sau màn đêm tăm tối là ánh sáng của buổi bình minh. Chớ có tin rằng bóng đêm sẽ kéo dài mãi mãi. Không, không có gì kéo dài mãi cả. Vì vậy, hãy tận hưởng những điều tốt đẹp mà bạn đang có vì nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Và cũng đừng lo lắng vì những chuyện không mong muốn vì chúng cũng không kéo dài mãi. Cuộc sống không dễ dàng, bạn gặp phải nhiều rắc rối nhưng không có nghĩa là bạn không thể cười. Mỗi khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới và một kết thúc mới. Mỗi giây trôi qua, bạn lại có một cơ hội mới. Bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội đó và tận dụng nó. 3. Lo lắng và phàn nàn cũng không thay đổi được gì. Những người hay phàn nàn là những người ít được việc nhất. Làm sao bạn có thể phàn nàn về một việc gì đó khi bạn đã không làm gì để đạt được nó? Nếu bạn tin vào một điều gì đó, tiếp tục cố gắng, đừng để bóng tối của quá khứ che phủ con đường tương lai của bạn. Bạn có dành cả ngày hôm nay để than vãn về ngày hôm qua thì ngày mai của bạn cũng không khởi sắc được. Thay vào đó, hãy bắt tay hành động. Hãy để những gì bạn đã học được cải thiện cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc thật sự bắt đầu đến khi bạn không còn phàn nàn về những vấn đề của mình và cảm thấy biết ơn vì những vấn đề khác mà bạn không gặp phải. 4. Vết sẹo của bạn là biểu tượng của sức mạnh. Đừng bao giờ xấu hổ về những vết sẹo cuộc đời đã để lại cho bạn. Một vết sẹo có nghĩa là nỗi đau qua đi và vết thương đã lành. Nó có nghĩa là bạn đã chinh phục nỗi đau, đã học được một bài học, lớn mạnh hơn và tiến về phía trước. Một vết sẹo là hình xăm của một chiến thắng đáng tự hào. Bạn không thể làm cho những vết sẹo trong cuộc sống của bạn biến mất, nhưng bạn có thể thay đổi cách nhìn nhận chúng. Hãy bắt đầu xem những vết sẹo của bạn như là một dấu hiệu của sức mạnh, chứ không phải là dấu hiệu của những nỗi đau. Ai đó từng nói, vết thương là nơi mà ánh sáng xâm nhập vào bạn. Quả thật là vậy. Trong đau khổ là nơi những linh hồn mạnh mẽ trỗi dậy. Hãy nhìn vào những nhân vật quyền lực nhất thế giới mà xem, họ đều được hun đúc nên từ những vết sẹo, cả thể chất lẫn tâm hồn. Hãy để vết sẹo thay bạn nói rằng, tôi đã làm được. Tôi đã vượt qua và tôi đã có những vết sẹo để chứng minh điều đó. Và bây giờ tôi có cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 5. Mỗi cuộc đấu tranh nhỏ là một bước tiến. Trong cuộc sống, kiên nhẫn không phải là chờ đợi. Đó là khả năng duy trì một thái độ tích cực trong khi theo đuổi giấc mơ của bạn. Vì vậy, khi bạn quyết định cố gắng, hãy dành tất cả thời gian và đi hết con đường. Nếu bạn không làm được như vậy, thì đừng nên bắt đầu. Bạn có thể mất đi sự ổn định và thoải mái trong một thời gian dài, thậm chí là ăn không ngon, ngủ không yên. Bạn có thể phải hy sinh các mối quan hệ và tất cả những gì thân thuộc. Đôi khi bạn phải chấp nhận sự chế giễu từ người khác, và nhiều lúc bạn thật sự thấy rất cô đơn. Nhưng cô đơn không hẳn là tồi tệ vì nó sẽ cho bạn không gian mà bạn cần. Bạn chỉ cần kiểm tra độ quyết tâm của mình nữa mà thôi. Nếu bạn muốn, bạn sẽ làm bằng được. Mặc cho thất bại, phản kháng hay xung đột.
bạn sẽ nhận ra rằng con đường của bạn được làm hoàn toàn từ những cuộc đấu tranh, và những cuộc đấu tranh đó hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy, một khi bạn đã quyết định cố gắng, hãy đi hết con đường. Từng bước bạn tiến lên sẽ mang lại cho bạn cảm xúc tuyệt vời, không gì có thể tả được. 6. Bạn không cần phải để tâm đến tính tiêu cực của người khác. Khi xung quanh bạn tràn ngập sự tiêu cực thì bạn hãy tỏ ra tích cực. Mỉm cười khi ai đó cố tình dìm bạn xuống. Đây là một cách dễ dàng để bạn duy trì nhiệt huyết và tập trung. Hãy luôn là chính bạn nếu có ai đó đối xử với bạn tồi tệ. Đừng bao giờ để cho sự cay nghiệt của người khác thay đổi con người bạn. Mọi người cư xử tệ với bạn không hẳn là bạn không tốt, mà đó chỉ là một số vấn đề từ chính họ mà thôi. Quan trọng nhất, đừng bao giờ thay đổi chỉ để gây ấn tượng với một người cho rằng bạn không tốt. Hãy thay đổi khi bạn tin rằng sự thay đổi đó sẽ giúp bạn hoàn thiện và có một tương lai tươi sáng hơn. Người ta vẫn sẽ xì xầm về bạn cho dù bạn đã làm tốt như thế nào. Vì vậy, hãy nghĩ về bản thân trước khi nghĩ về những gì đang diễn ra trong đầu người khác. Nếu bạn tin tưởng vào điều gì đó, đừng ngần ngại để chiến đấu vì nó. Bạn chỉ có một cuộc sống. Vì vậy, hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên cạnh bất cứ ai làm cho bạn thường xuyên mỉm cười. 7. Chuyện gì cần đến sẽ đến. Thay vì khóc lóc và than vãn, bạn chọn cách mỉm cười và trân trọng cuộc sống. Đó chính là sức mạnh thật sự. Luôn có sự may mắn ẩn trong mỗi cuộc đấu tranh bạn phải đối mặt, nhưng bạn phải sẵn sàng mở rộng trái tim và tâm trí của bạn để thấy chúng. Bạn không thể cưỡng ép mọi việc, chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến. Cuối cùng, yêu thương cuộc sống là tin vào trực giác của bạn, nắm bắt cơ hội, đánh mất rồi tìm thấy hạnh phúc, trân quý những kỷ niệm và học hỏi thông qua kinh nghiệm. Đó là một cuộc hành trình dài. Bạn phải ngừng lo lắng, băn khoăn, nghi ngờ trong mỗi bước trên con đường đó. Hãy tận hưởng cuộc sống đang mở ra trước mắt bạn. Bạn có thể không đến được nơi mà bạn muốn, nhưng cuối cùng bạn sẽ chắc chắn đến được nơi mà bạn cần. 8. Điều tốt nhất bạn có thể làm là tiếp tục bước đi. Đừng ngần ngại nhận sự giúp đỡ từ ai đó. Đừng ngần ngại yêu thêm một lần nữa. Đừng để các vết nứt trong trái tim của bạn biến thành những mô sẹo cứng. Hãy tìm thấy động lực để cười mỗi ngày và làm cho người khác mỉm cười theo. Hãy nhớ rằng bạn không cần nhiều người trong cuộc sống, mà chỉ cần một vài người thật sự quan trọng với bạn mà thôi. Hãy mạnh mẽ trong những lúc khó khăn, chấp nhận khi bạn sai và học hỏi từ nó. Luôn luôn nhìn lại và xem bạn đã trưởng thành được bao nhiêu và tự hào về chính mình. Đừng thay đổi vì bất cứ ai trừ khi bạn muốn thay đổi. Cho đi nhiều hơn, hãy luôn là chính bạn, tiếp tục phát triển, tiếp tục bước về phía trước.